Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, sự kiện được quan tâm nhất trước trận Việt Nam gặp Malaysia tại lượt trận thứ 3 ở bảng B AFF Cup 2020 tối nay ngày 12 tháng 12 chính là việc Malaysia xin bổ sung cầu thủ vì thiếu người do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nguồn tin từ báo Malaysia thậm chí cho rằng đội tuyển nước này có thể bỏ giải nếu như không được thêm người. Nói về việc này trong cuộc họp báo sáng hôm qua 11 tháng 12 Ông Park đã phản đối quyết liệt. Ông nói rằng nếu như ngay từ ban đầu mà ban tổ chức có công văn rõ ràng về trường hợp cầu thủ bị COVID-19 thì tốt. Tôi biết rằng Malaysia bị mất 4 đến 5 người do COVID-19, thế nhưng bổ sung thêm cầu thủ thì lại không hợp lý. Danh sách đăng ký ban đầu là được 30 cầu thủ, nhưng họ lại không đăng ký hết. Chúng tôi cũng muốn thay thế Đỗ Hùng Dũng đó, thế nhưng có được đâu. Tôi nghĩ rằng chuyện Malaysia bổ sung cầu thủ là nằm ngoài thông lệ bình thường. Một cách chừng mực thì huấn luyện viên Tan Chen Ho cho biết rằng ông cũng hiểu rõ quy định Covid-19 không cho phép bổ sung cầu thủ và cũng khẳng định là sẽ tìm cách gây bất ngờ cho huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia 53 tuổi này cho biết rằng Malaysia đang rất tự tin sau hai chiến thắng trước Campuchia và Lào, ghi được 6 bàn và không để thủng lưới lần nào. Nhà cầm quân này khẳng định đã chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận gặp huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò vào 19h30 tối ngày hôm nay. Thuyền trưởng của Hồ Mã Lai cũng bày tỏ rằng chúng ta biết là tuyển Việt Nam đã đạt được tầm vóc nhất định ở bóng đá quốc tế. Họ có lợi thế nhất định khi thường có kết quả tốt mỗi lần gặp Malaysia kể từ năm 2018 đến nay. Kỳ vọng vào đội tuyển Malaysia đang lên rất cao sau hai trận thắng. Tôi và các cầu thủ Malaysia đã chuẩn bị rất kỹ tìm cách tiếp cận tốt nhất để có thể gây bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam. Muốn thế thì chúng tôi cần phải tránh được những sai lầm ngớ ngẩn để cho đối thủ khai thác và ghi bàn. Sau 5 lần gặp nhau, tuyển Malaysia của huấn luyện viên Tan Chen Ho chưa một lần thắng được Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang Seo. Thậm chí họ thua đến 4 trận và chỉ hòa có duy nhất một trận ở trên sân nhà Bukit Jalil tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ông Tan Chen Ho cho rằng, chúng tôi và tuyển Việt Nam hiểu rất rõ nhau. Các bạn có hàng phòng thủ rất mạnh mẽ, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và xây dựng được lối chơi tập thể gắn kết. Để đánh bại được đội tuyển Việt Nam, Tuyển Malaysia phải tập trung vào việc chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự thật tốt. Chúng tôi có kế hoạch để đánh bại đội tuyển Việt Nam, dù phải thừa nhận rằng là các cầu thủ của các bạn đã tiến bộ rất nhiều. Cũng theo huấn luyện viên Tan Chen Ho thì đội tuyển Việt Nam có lợi thế với 6 ngày nghỉ sau trận ra quân gặp đội tuyển Lào, trong khi dịch Covid-19 và bài toán phục hồi đang đặt ra cho tuyển Malaysia những thách thức rất lớn. Tôi hy vọng là tuyển Malaysia sẽ phục hồi tốt sau trận gặp đội tuyển Lào và các cầu thủ tập trung, chú tâm hơn đúng mức vào trận gặp đội tuyển Việt Nam. Tập trung và phòng ngự tốt sẽ là yêu cầu quan trọng nhất. Đúng là tuyển Malaysia thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cách ghi bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng chúng tôi sẽ phải tìm cách để có kết quả tốt, gây bất ngờ cho huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam. Đó là những lời bày tỏ của huấn luyện viên Tan Chen Ho ở buổi họp báo trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Cũng cần nói thêm rằng huấn luyện viên Tan Chen Ho khẳng định tuyển Malaysia sẽ thi đấu bất kể là bị bác bỏ đề xuất bổ sung cầu thủ. Mặc dù vậy thì ông vẫn ám chỉ là mong muốn ban tổ chức và các đội bóng xử lý linh hoạt hơn. Thực ra nếu như có một điều ước vào lúc này, huấn luyện viên Tan Chien Ho có lẽ là sẽ ước thời đại của ông và tuyển Malaysia không có kẻ ngáng đường khó chịu mang tên đội tuyển Việt Nam. Khó chịu đến mức mà huấn luyện viên Tan Chien Ho đã bực tức trả lời câu hỏi từ truyền thông Malaysia trước trận gặp Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua ở vòng loại World Cup 2022 như thế này. Đội bóng nào lại có thể bất bại mãi như thế được? Malaysia khi đó đã không thắng Việt Nam trong cả 4 trận đối đầu gần nhất. Ông Tan Chen Ho vừa không vui khi liên tục bị hỏi về đội tuyển Việt Nam, lại vừa chẳng hài lòng vì chưa thể đánh bại đối thủ. Ông bảo rằng đội mình đã nghiên cứu Việt Nam kỹ lắm rồi, rằng sau mỗi thất bại thì chúng tôi đều rút kinh nghiệm, rằng chúng tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng ở trận đấu tới, rằng thì mà là rằng. Vâng, rằng nhiều quá mà vẫn chưa thể làm được. Đã thế thì cánh phóng viên lại cứ nhè câu hỏi về đội tuyển Việt Nam mà hỏi thì bảo sao mà ông ta Chen Ho lại không tức cho được. Và hôm đó ở trên sân vận động Al Maktoum ngày 11 tháng 6, Malaysia đã để thua 1-2 trước đội tuyển Việt Nam. Kỷ nguyên thành công nhất lịch sử bóng đá Malaysia từng được bắt đầu bằng chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở SEA Games 2009. Như một lời đáp trả, kỷ nguyên thành công thứ hai của người Malaysia đã bị cản đường bởi Việt Nam 5 trận không thắng Việt Nam, 4 trận thua và một trận hòa dưới thời huấn luyện viên Tan Chen Ho đều diễn ra ở đấu trường quan trọng bậc nhất. AFF Cup tuyển Việt Nam vô địch, còn Malaysia thì về nhì trong cay đắng. Vòng loại World Cup thì Việt Nam nhì bảng và đi tiếp, Malaysia thì về thứ ba và không có chiếc vé vào vòng loại cuối cùng. Xuống đến cấp độ U23 thì tình hình cũng không khác. U23 châu Á 2018 tại Thường Châu thì chứng kiến Việt Nam vào chung kết làm lu mờ chiến công tứ kết của Malaysia. Nửa năm sau ở tại Asian Games, Olympic Malaysia đứng nhất vòng bảng khi ở cùng với Hàn Quốc thì Việt Nam cũng không chịu đứng thứ hai dù rằng chung bảng với Nhật Bản. Tới vòng knockout, Malaysia dừng bước, còn Olympic Việt Nam thì một lèo đi tới tận bán kết. Dưới thời ông Park, tuyển quốc gia và đội U23 Malaysia đá mãi mà không thắng được Việt Nam. Người Malaysia làm gì ở Đông Nam Á và ở châu Lục thì tuyển Việt Nam sẽ làm tốt hơn như thế. Những thành tích ở trên đều là hay nhất lịch sử của bóng đá Malaysia và Đông Nam Á, thế nhưng chúng đều bị phủ bóng bởi các đội tuyển Việt Nam. Theo những chuẩn mực Đông Nam Á, Malaysia của huấn luyện viên Tan Chen Ho dường như là chẳng thiếu một thứ gì cả. Họ duy trì được mạch đào tạo trẻ, có không ít cầu thủ nhập tịch chất lượng, có một giải vô địch quốc nội được đầu tư rất lớn, họ ổn định ở khu vực, tạo được ấn tượng ở tại châu lục trong một thời gian dài. Tuyển Malaysia của huấn luyện viên Tan Chen Ho tăng thứ hạng từ 174 trên bảng xếp hạng FIFA lên 154 trong vòng 4 năm qua. Malaysia của huấn luyện viên Tan Chen Ho thậm chí là còn bất bại trước Thái Lan ở 4 trận đấu gần đây, trong đó có 2 lần cuột ngã đối thủ tại vòng loại World Cup. Ở một giai đoạn lịch sử khác, đội tuyển nào mà đè được Thái Lan thì đều sẽ là ông vua ở Đông Nam Á. Thế nhưng Malaysia thì lại chẳng có được điều đó bởi 4 năm ấn tượng của huấn luyện viên Tan Chen Ho thì cũng là 4 năm rực rỡ của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, thậm chí còn rực rỡ hơn cả Malaysia rất nhiều. Ông Tan Chen Ho rất hay, thế nhưng đã trắng tay, còn tuyển Malaysia mạnh, thế nhưng cũng chẳng có một danh hiệu nào. Sau thất bại ở AFF Cup 2018, huấn luyện viên Tan Chen Ho đã liên tục bị hỏi về đội tuyển Việt Nam. Hồi đầu tháng 6 thì ông bảo rằng dù đã không thắng họ trong 4 lần gặp nhau gần đây, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã hiểu rất rõ chiến thuật và phong cách của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã tận dụng mọi cơ hội để tìm hiểu về họ. Lần nào gặp Việt Nam, Malaysia cũng có những cơ hội trước cầu gôn. Chúng tôi chỉ cần sắc sảo hơn một chút nữa thôi là đã có thể ghi bàn rồi. Nhưng một chút sắc xảo ấy vẫn chưa tới. Và ngày hôm nay thì tuyển Malaysia sẽ lại gặp Việt Nam lần thứ 6 trong vòng 4 năm qua. Liệu rằng sẽ là trả thù cũ hay là lại sâu thêm nợ mới đây? Không phải bây giờ duyên nợ của ông Tan Chen Ho với các đội tuyển Việt Nam mới bắt đầu. Sợi chỉ định mệnh đã nối ông Tan Chen Ho với Việt Nam từ 12 năm trước, dưới tư cách là trợ lý của huấn luyện viên Radagoban ở đội tuyển quốc gia và U23 Malaysia. Sự nghiệp của ông Tan Chen Ho có những chương đẹp như mơ khi mà giành huy chương vàng SEA Games 2009 và vô địch AFF Cup 2010 đều sau các trận thắng đội tuyển Việt Nam. Danh hiệu ở đội tuyển đã mở đường cho nhà cầm quân này vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ. Năm 2014, ông Tan Chen Ho về đội hạng nhì Kedah và đưa đội này lên hạng ngay ở năm kế tiếp. Dưới sự dẫn dắt của ông trong 3 năm, câu lạc bộ Kedah giành 3 chiếc cúp, còn bản thân huấn luyện viên Tan Chen Ho thì trở thành huấn luyện viên hay nhất Malaysia mùa 2016. Những danh hiệu ấy đưa ông trở lại tuyển Malaysia, lần này đương nhiên là ở trong vai trò huấn luyện viên trưởng. Tháng 10 năm 2017, huấn luyện viên Park Hang Seo nhận nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam. Hai tháng sau thì tới lượt huấn luyện viên Tan Chen Ho nắm quyền ở Malaysia và từ đó tạo nên cuộc song đấu trong vòng 4 năm qua ở Đông Nam Á. Rõ ràng nếu như không có ông Park và tuyển Việt Nam thì sự nghiệp của huấn luyện viên Tan Chen Ho sẽ rực rỡ hơn rất nhiều. So với cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Goban hay là Goy Gang, người giúp cho Malaysia giành huy chương vàng SEA Games năm 1979, thì huấn luyện viên Tan Chen Ho không kém tài năng Ông thậm chí là chiến lược gia có tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử tuyển Malaysia với 52,9%, chỉ tính với những người có trên 10 trận đấu. Ông có bằng huấn luyện viên pro và từng tu nghiệp ở Châu Âu và Trung Quốc, có trường phái, có phong cách huấn luyện riêng và độc đáo, được các học trò gọi tên là Cheng Ho Bo. Ông chỉ còn thiếu có một danh hiệu. Để thay đổi điều còn thiếu ấy, ông Tan Cheng Ho cần phải thắng Việt Nam ở giải đấu này. Nhưng đó không phải là một thử thách dễ dàng trong bối cảnh hiện tại của đội tuyển Malaysia. Đội tuyển của ông Tan Chen Ho vắng hàng loạt những ngôi sao nhập tịch và mã kiều như là Mohamaru Sumare, Brendan Gan, Lidiron Grastiqui, Kobinong hay là Matthew Ravi. Họ đều là hạt nhân trong kế hoạch tăng cường sức mạnh của đội tuyển Malaysia thực hiện từ năm 2018 cho tới nay. Với họ, Malaysia từng có những trận đấu ngang ngửa với tuyển Việt Nam, thế nhưng bây giờ tất cả đã vắng mặt. Không có họ, hai chiến thắng trước Lào và Campuchia cùng với ngôi nhất bảng chưa thể khiến cho người Malaysia yên lòng được bởi Lào thì quá yếu, còn Campuchia thì quá ngây thơ về chiến thuật. Tổn thất của Malaysia càng nặng nề hơn khi mà sao trẻ mới nổi của họ là Akia Rashid đã mắc Covid-19. Cầu thủ sinh năm 1999 là cái tên thứ tư của Malaysia bị mắc bệnh sau khi nhập cảnh Singapore. Đương kim Á quân vì vậy chỉ còn có 19 cầu thủ cho trận đấu với Việt Nam, vốn có lực lượng mạnh và đã nghỉ thi đấu suốt 6 ngày kể từ mùng 6 tháng 12 tới nay. Một trận đấu rất khó khăn nữa có lẽ đang chờ ông Tan Chen Ho và bóng đá malaysia quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo